Trung Kiên Audio xin kính chào anh em. Em lên sóng giới thiệu test với anh em một cái sản phẩm của hãng Onkyo. Con này đầu ôm ly là N7SX. Em đang phối với một cái cặp loa N88E5. Dòng loa N88E5 là một dòng loa rất là cao cấp. Nó được cải tiến hơn so với dòng N7. Với cái thiết kế cái phần phía trên loa khác màu và kích thước của thùng loa thì cao hơn cái dòng N7 các bác nhá. Đấy. Dòng N8E5 này thì chất âm của nó rất là hay. Tiếng bass tốt, khỏe, lực, tiếng check sáng, cao. Và đặc biệt là cái dòng âm ly N7SX thì nó sẽ có chỉnh bass check. Anh em mua thêm một chiếc điều khiển như này thì chúng ta sẽ chỉnh được bass check ở trên khiển các bác nhá. Đấy. Và chiếc âm ly này thì em giao lưu với anh em với các cái tính năng là chơi giải mã từ TV xuống qua cổng quang, chức năng chơi điện thoại máy tính hoặc là TV qua jack 3.5, hoặc là chơi với thiết bị ngoại vi Bluetooth như này thì anh em sẽ biếu một dàn thành một dàn có Bluetooth các bác nhá. Đấy, qua cổng 3.5. Và tính năng chơi USB. Đấy, con này có thể đọc được USB các bác nhá. Và riêng với sản phẩm này, với bộ dàn này, em tặng các bác một chiếc USB luôn các bác nhá, cóp sẵn nhạc để anh em về chơi trải nghiệm. Đó. Còn các chức năng về đĩa thì con này mắt cơ thì vẫn ok này. Nhưng mà mắt của nó thì nó kén đĩa rồi, cho nên em sẽ bỏ qua các tính năng về đĩa. Và đương nhiên thì sẽ có giá giảm cho tất cả các bác và anh em. Bây giờ thì đầu tiên em xin phép test các chức năng em vừa mới nêu. Vừa rồi là các bác đã nghe chiếc âm qua cổng là cổng em chơi qua chiếc điện thoại iPhone 6 là kết nối với không dây Bluetooth các bác nhá. Đấy, còn cách kết nối thì các bác chỉ cần cắm, chỉ cần mua cho em một cái cục như này, trị giá là 100.000 kèm cả sạc. Đấy. Tức là thay vì các bác cắm vào điện thoại thì các bác sẽ cắm vào cái cục này thì anh em mình sẽ chơi Bluetooth được các bác nhá. Đấy, còn hoàn toàn anh em vẫn chơi được máy vi tính hoặc là chơi điện thoại qua cổng cắm trực tiếp như này cũng vẫn ok luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Anh em tiếp tục nghe nhạc nhá, em chơi cổng Bluetooth nhá. Tiếng bass rất là uy lực luôn các bác nhá. Chuyển sang test cái chức năng chơi USB của bộ dàn. Rồi ok, đã đọc USB, đã chơi các bác nhá. Rồi. Sẽ chuyển sang chức năng test chơi giải mã của bộ dàn. Đây digital. Ok anh em nhá. Bây giờ thì Trung Kiên Audio sẽ quay hình thức của cái bộ dàn này cho anh em. Rồi em chuyển về chế độ chơi điện thoại đã. Đây, em cắm cổng đốc nhá. Rồi em sẽ quay hình thức luôn cho anh em cùng nhìn nhá. Dàn này của nó thì loa về đẹp nhưng mà đầu máy của nó thì không được hoàn hảo 100%. Đây em quay loa nha các bác nhá. Loa thì đương nhiên là rất là đẹp. Không đẹp được 100% nhưng cũng khoảng độ 90%. Còn các vết chầy xước của nó thì vẫn có nhưng mà không đáng kể. Hàng bãi thì không có nào tránh khỏi đâu nhưng nó không đáng kể. Đấy, về cơ bản là nó không lộ đâu anh em nhé. Đấy. Rồi. Em sẽ quay ở hai cái loa luôn, hai bên cạnh còn lại nhá. Đây. Đây em sẽ mở rộng ra, quay cho các bác nhìn luôn, rõ ràng luôn nhá. Bên em bán hàng thì lúc nào cũng rất là chu đáo với vấn đề này. Để anh em được quan sát rõ hết cái sản phẩm của mình mua. Đấy. Các cạnh loa là ok hết các bác nhá. Đấy. Rồi ok các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ chuyển qua quay phía sau của đầu âm ly cũng như là cục đầu loa cũng như là loa. Rồi, xin mời các bác xem ở phía sau. Và đồng thời sẽ hướng dẫn các bác nào chưa biết cách cắm dây nữa. Đây các bác nhìn phía sau. Đấy, loa nước vùng ván hết không nhá. Và em quay gần hơn để hướng dẫn các bác cách cắm. Ở đây nó có các cổng là dock in và tap in. Anh em có thể chơi cổng dock hoặc cổng tap đều được.
Đấy, còn cổng trên vùng là cổng ao thì anh em không cắm cho em nhé. Cắm cổng tap in hoặc dock in cũng được, tương ứng với cái vị trí màn hình nó hiển thị chữ tap hoặc chữ dock nhá các bác nhá. Đấy. Còn dây loa đều đúng màu đen đỏ giúp em. Đấy, nó có hai màu đen đỏ đều đúng màu cái này giúp em. Giải mã thì các bác cắm ở đây, các bác chơi giải mã. Đây, digital optical in đây. Đấy. Đấy, đơn giản thôi, cách cắm đơn giản thôi. Đấy, vết trắng trắng này là vết mốc thôi nhá, bẩn bụi bẩn thôi đấy, chứ không phải là làm sao cả. Rồi. Em quay lại phía trước nhá. Đây anh em có thể thấy cái loa của nó là bát của nó là màng carbon. Cây va, sợi cây va này. Loa 2 tầng luôn anh em nhá. Gân của nó là gân 2 tầng cho nên mà gân vải luôn. Cho nên nó rất là bền luôn. Và tiếng bát biên độ đánh ra của nó cực kỳ là lớn. Đây. Đến cái đoạn nhạc nó có bát em cho các bác xem cái biên độ đánh của nó nhé. Nó check là check đầu đạn luôn, check đo. À, con này e căng của nó gì đây, e căng nó thì đẹp luôn, không rách các bác nhé. Đấy, e căng đẹp không rách. Trên nóc loa cũng đẹp luôn, ok các bác nhé. Đấy, nóc loa cũng đẹp luôn các bác. Đấy. Đây các bác nhìn cái biên độ đánh của nó nhé. Đây là em mở hơi quá ngưỡng rồi đấy. Cho các bác quan sát cái biên độ đánh của cái loa này. Đấy, cho nên nó rất là bền luôn. Cái dòng gân vải, gân xếp rất là bền. Bây giờ em sẽ quay hình thức của cái nóc âm ly. Đây các bác nhé. Cái đèn LED này là đèn LED cảm biến theo nhạc. Có nhạc thì nó sẽ nhảy 100.000 kèm sạc luôn cho các bác cái đèn LED này nếu anh em mua nhé. Đây, nóc âm ly đây các bác nhé. Có những cái vết lõm, hơi lõm tí này. Phải do là vận chuyển cho nên nó bị ép, nó bị đặt cái máy nọ, đèn máy kia. Đấy, cho nên bị các vết xước xước kiểu này. Và các vết xước lông mèo ở đây nữa. Nhìn thì không thấy đâu, bởi vì nhìn mắt thường mới thấy cơ. Và nhìn kỹ mới thấy. Các vết xước lông mèo của máy ở đây. Đấy là có nha em nhá. Đấy, ở phía nhóc nóc âm ly. Rồi. Cái này led này kèm sạc là 100.000 này. Anh em có nhu cầu thì mua của em nhá. USB thì sẽ tặng các bác luôn. Còn anh em mua khiển thì sẽ chỉnh được ba chép ở trên khiển nhé, trị giá là 150.000 để chỉnh ba chép và tăng giảm âm lượng đấy. Các bác thích chơi Bluetooth mua thêm cục này cho em, cục này là 100.000 kèm sạc. Anh em chưa có dây jack, anh em mua thêm kèm cái dây jack này để chơi Bluetooth hoặc chơi điện thoại. Dây này thì rẻ lắm, chỉ có 30.000 thôi. Còn nếu như cao cấp hơn, các bác mua lại dây này. Đây dây này của nó thì là 50.000 đấy. Rồi. Bác nào thích điệu đà hơn, các bác mua thêm cho em những cái chân kê như này. Những chân kê như này để kê máy và kê loa. Chân kê này là 3.000 đồng một chiếc các bác nhé, rất là rẻ. Em bán cực kỳ rẻ luôn. Giá sập sàn luôn, 3.000 đồng một chiếc chân kê thôi. Nhân đến 12 chiếc. Rồi, đấy là các phụ kiện đi kèm dàn các bác nhé. Bác nào lấy phụ kiện nào, có một cái quan trọng nữa. Đó là một chiếc đổi nguồn. Một chiếc đổi nguồn, nếu như anh em nào mới chơi tập chơi hàng bãi mà chưa có nhá. Đây, một chiếc đổi nguồn để biến về dòng điện 100. Đấy. Đây các bác nhé, anh em chưa có anh em mua thêm 140.000 cái đổi nguồn này. Rồi, em xin cảm ơn tất cả anh em. Và với dàn này em để cho các bác và anh em với giá là 2.900.000 đồng các bác nhé. 2.900.000 đồng tặng một chiếc USB. Đấy, còn chưa kể các phụ kiện em vừa mới nêu. Đấy, bác nào chốt thì báo em. 2.900.000 đồng. Anh em trường còn đủ, em miễn phí giao hàng toàn quốc. Anh em trường còn cọc, cọc trước cho em là 400.000 đồng. Các đơn chuyển cọc thì bên em không miễn phí ship, tức là các bác thanh toán tiền phí ship với nhân viên giao hàng. Còn mọi đơn hàng chuyển đủ em đều miễn phí giao hàng. Tổng 2.900.000 đồng chưa kèm phụ kiện, tặng một USB các bác kéo cóp sẵn nhạc. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em. Anh em nào chốt thì liên hệ với em qua số Zalo 0975 575 262. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em.